Mến chào tất cả các bác. Các bác vừa được cảm nhận một cái chất lượng âm thanh rất là hay đến từ những chiếc lọc PV size 1U các bác nhé. Công nghệ của Mỹ các bác nhé. Dòng này là dòng 1U. Các bác có thể nhìn thấy mặt phay rất là đẹp. Và khi cho qua lọc để hỗ trợ cái bát, giải lời cũng như là chung rất là rõ, nét và sáng các bác nhé. Cái nội thất bên trong của nó đây các bác nhé. Luôn luôn được tháo ra để các bác cùng xem. Tất cả đều có linh kiện cao cấp từ những con tụ gỗ các bác nhé, để xử lý lọc tốt nhất cho ra âm thanh rất là hay. Giá thành thì rất là hợp lý. Nhiều bác nói là ngon bổ rẻ, nó là như vậy các bác nhé. Hơn 1 triệu một chiếc thôi, nhưng mà xử lý âm thanh rất là hay. Các bác nhìn thấy giải trung em đang để là 50-50 các bác nhé. Đó, chưa đẩy lên quá nhiều nhưng mà cái giải trung rất là tốt. Khi mà cho qua lọc thì các bác sẽ cho cái bóng đỏ này lên và nhảy ra như vậy là không qua lọc các bác nhé. Không qua lọc, cái sự khác biệt nó sẽ rất là rõ rệt. Đó. Với những bản này đều hỗ trợ Canon 6 ly đầy đủ các bác nhé. Đó, vừa là nguồn biến thế 220V. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977 434361 các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.